Vâng, shop em Thảo gửi một lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác. Hôm nay bên em mới về được hai cái mẫu kéo. Đây cũng là một cái mẫu kéo nổi tiếng nhất của bên em muốn đưa tới các bác. Dòng kéo này là dòng kéo các bác làm ở trong bếp nhé, cắt thịt, cắt xương. Đây là một cây kéo thép đúc liền khối luôn này. Dòng kéo này là dòng kéo Đức các bác ạ. Đây em quay dần dần cho các bác xem nhé. Cây kéo này thì thép đúc của nó liền từ phần lưỡi cho tới phần tay. Để so sánh cho các bác nhà mình chi tiết về hai cái cây này thì cái chiều dài của cây trắng này nó có dài hơn cây tay ốp gỗ một chút nhé. Nhưng mà cây trắng này giá của nó sẽ rẻ hơn này. Em sẽ chi tiết đầu tiên về cây trắng này. Đầu tiên các bác hãy mở cái phần tay cầm này ra. Đấy, và chắc chắn là các bác khi xem được cái video này các bác cũng đang muốn biết giá của nó là bao nhiêu. Thì sau đó em sẽ báo giá ngay để các bác nhà mình nắm bắt được nhé. Và các bác mà đang quan tâm tới thật nhiều đồ, nhiều dụng cụ hay, các bác đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh là nút đỏ ngay cạnh góc màn hình để đón xem và lựa chọn những cái dụng cụ hay nhất của bên em. Bộ dao Saki hôm nay mua 2 cây em sẽ tặng 1 cây nhé. Và cái con kéo bếp này này thì với cái dòng kéo này thì nó thiết kế rất chi là đẹp và chắc chắn, lò xo trong. Đấy, cái đây là cái lẫy chốt của nó, từ cái lẫy chốt cũng rất chi là ok luôn. Đấy, các bác đóng lẫy vào nhé. Đây là một cái kéo đóng lẫy này. Và phần tay của nó thì rất chắc và khỏe. Đây các bác nhìn từ cái đinh chốt của nó. Thì với cái mẫu kéo này em cũng chi tiết luôn nhá. Trên thị trường có rất nhiều loại nhưng đây là một cái mẫu kéo dày và đẹp nhất. Các bác nhìn cái bản cắt và phần này phần lưỡi cắt này. Còn phần trên này là lưỡi cắt có răng cưa này. Đấy. Đây mở cho các bác xem. Phần trên này có răng cưa nhá. Chiếc kéo này được thiết kế rất đẹp. Và với một chiếc kéo này thì hôm nay bên đơn vị em Thảo sẽ gửi từ các bác giá sẽ là 250.000 đồng trên một cây này nha các bác nhé. 250.000 và em Thảo sẽ miễn phí ship. Thì với cái dòng kéo này hôm nay nó là cái dòng kéo xách tay, nó hơi nặng cho nên là nó sẽ không có vỏ đâu các bác nhé. Hoàn toàn là không có vỏ. Khi em gửi cho các bác thì sẽ gửi một cái kéo như thế này này. Đấy. Và với các bác mà đang muốn mua xỉ về bán thì cũng liên hệ tới bên em nhé. Đầu số điện thoại thì em để đây. Chỉ cần các bác alo trực tiếp em sẽ gửi đến tận nhà các bác. Đây là cái dòng kéo Đức là mẫu thép đúc liền khối này. Đấy, các bác nhìn cái phần tay cầm của nó sẽ liền đến tận phần đáy này luôn. Đấy, sẽ liền đến tận phần đáy nhá. Và cái kéo này rất chi là dày và đẹp. Mẫu kéo này thì các bác cũng mở phần tay cầm ở đây. Đây các bác nhìn cái phần lưỡi cắt của nó rất chi là ok. Tất cả thương hiệu của nó đều dập chữ chìm hết nha các bác nhé. Thì con kéo tay ốp gỗ này thì bên đơn vị em Thảo đang gửi tới các bác giá sẽ là 300.000 trên một cây. Và sẽ miễn phí ship trên toàn quốc nha các bác nhé. Đấy, bác nào nhất là các bác mà đang bán hàng đấy, em thấy rất nhiều bác đang quan tâm. Hãy liên hệ tới bên em và bên em sẽ cung cấp giá xỉ tốt nhất nha các bác nhé. Đấy, đây là cây kéo tay ốp gỗ này. Và tới bộ dao. Bộ dao thì em có tiện giới thiệu luôn tới các bác về cái dòng rũa kim cương. Đây là cây rũa của Japan. Các bác có thể vừa rũa kéo vừa rũa dao. Đấy, và rũa dao thì em cũng còn có một loại rũa ba khe nữa. Nhưng hôm nay hàng đang hết nhé. Bộ dao Saki. Đấy, có bác thì phải đi mua tới 600-700.000 một con dao như thế này. Nhưng mà hôm nay bên em thì là một đại lý cung cấp lớn nhất. Chắc chắn khi xem video này các bác mà đang cần các bác sẽ mua được. Đấy, một cái bộ dao hôm nay, khi các bác mua một bộ hai cây này nhé, là giá của nó đang để cho các bác là 600.000. Tặng thêm cho các bác một con dao kích thước nhỏ này nữa. Đây là hàng Japan của Saki, chữ chìm hết 100% đấy các bác nhé. Đấy, và phần con dao này thì phần chữ này, đây là dòng dao đẹp nhất đấy các bác ạ. Tất cả nó đều giống nhau như thế này hết nhé. Đây là con Saki Japan. Con này chất liệu thép đúc của nó liền khối hết từ phần lưỡi cho tới phần tay cầm. Và cái phần gỗ của nó rất chi là ok nhé. Gỗ làm rất chi là mịn, đẹp, ốc chốt thì rất chắc chắn. Con này thì chắc chắn các bác sử dụng được rất chi là lâu. Sử dụng cùn các bác có thể mài được nhé. Nếu như các bác mà không có cái rũa này thì các bác có thể sử dụng một viên đá. Em lại lấy một viên đá cho các bác xem. Các bác có thể sử dụng thêm một viên đá để chuyên mài những cái dụng cụ cao cấp. Đây những viên đá như em nhé. Cái đá này là đá màu. Cái đá này thì em đang gửi được các bác là 150.000 một cân. Các bác mài 55 không hết hòn này. Nếu mà độc mài dao các bác ạ. Và với cái bộ dao này nhá, khi các bác mua một con này thì em để cho các bác là 350.000. Còn con nhỡ này là 250.000. Con này tặng các bác luôn nhá, khi mua một bộ. Còn nếu như mà mua một cây là các bác không được tặng cây này.
Với những cái dụng cụ này thì em Thảo sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đấy, các bác khi mua hàng để lại địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ nhà, số điện thoại, số nhà, em sẽ gửi đến tận nhà các bác. Một cái video chi tiết về những cái dụng cụ mới nhất của bên em mới về. Và đây cũng là một cái sản phẩm tốt em muốn đưa tới các bác nhà mình. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.